Thưa quý vị và các bạn, Cà Mau đã và đang thích ứng linh hoạt, an toàn với dịch bệnh COVID-19. Riêng lĩnh vực giáo dục, có thể nói đây là một năm học với những thách thức chưa từng có tiền lệ. Chính tình yêu nghề và tinh thần cống hiến của đội ngũ cán bộ giáo viên đã viết tiếp những câu chuyện đẹp trong hành trình gieo chữ giữa mùa dịch. Chuyên đề tiêu điểm của báo Cà Mau Online hôm nay như thay lời tri ân đến quý thầy cô giáo đang cần mẫn chăm lo sự nghiệp trồng người. Cho đến thời điểm này, Cà Mau có hơn 137.000 học sinh bậc mầm non và bậc tiểu học vẫn chưa một ngày đến lớp, gần 102.000 học sinh bậc trung học cơ sở và trung học phổ thông vẫn đang học trực tuyến. Với những kịch bản ứng phó căn cứ theo tình hình diễn biến dịch bệnh COVID-19, có thể nói ngành giáo dục tỉnh Cà Mau đã triển khai thực hiện nhiệm vụ kép, vừa đảm bảo an toàn trước dịch bệnh COVID-19, vừa thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm học một cách chủ động phù hợp. Tinh thần được quán triệt là không vì dịch bệnh mà làm gián đoạn quyền được học tập của học sinh. Đã phối hợp với Sở Y tế đã tiêm chủng mũi 1 vaccine cho học sinh từ độ tuổi từ 12 đến 18 tuổi. Thì trong thời gian sắp tới, thì Sở Giáo dục Đào tạo cũng đã xây dựng cái kế hoạch gửi Sở Y tế để tiếp tục tiêm chủng cho học sinh lứa tuổi từ 3 đến 11 tuổi. Thì hy vọng khi học sinh mà tiêm vaccine thì khi học sinh trở lại học trực tiếp thì sẽ đảm bảo an toàn về cái phòng chống dịch COVID-19 ở các cơ sở giáo dục đào tạo. Hiện nay thì ngành cũng rất là nỗ lực trong cái việc quan tâm hỗ trợ, kêu gọi hỗ trợ về cơ sở vật chất, trang thiết bị để tạo mọi điều kiện thuận lợi cho học sinh đủ thiết bị để học trực tuyến. Với tinh thần trách nhiệm của đội ngũ giáo viên thì cũng trang bị cái kiến thức về ứng dụng công nghệ thông tin, đảm bảo mọi điều kiện để thực hiện cái nhiệm vụ là vừa phòng chống dịch, vừa đảm bảo dạy trực tuyến để làm sao thực hiện nó đạt yêu cầu theo quy định của Bộ Giáo dục Đào tạo. Từ đầu tháng 10 năm nay, nhiều cơ sở trường học trên địa bàn tỉnh Cà Mau đã được trưng dụng làm khu cách ly. Lực lượng giáo viên cũng hăng hái tham gia công tác phòng chống dịch tại địa phương. Không chỉ tận tụy với nghề, lực lượng giáo viên và ngành giáo dục cũng đã đồng hành song pha trong cuộc chiến với giặc virus. Điều đó đã làm sáng lên hình ảnh người giáo viên nhân dân. Song đáng ghi nhận nhất là tinh thần chủ động sáng tạo vượt khó của đơn vị trường học, đặc biệt là lực lượng giáo viên trực tiếp làm công tác giảng dạy. Dịch bệnh cũng là cơ hội để lực lượng giáo viên tiếp cận thành thục phương pháp giảng dạy trực tuyến, từ đó tiếp cận với xu thế hiện đại hóa giáo dục của thời đại. Ngay cả những ngôi trường vùng nông thôn của xã Tân Tiến, huyện Đầm Dơi, việc giảng dạy theo hình thức trực tuyến đã được áp dụng với hiệu quả và chất lượng. Giờ đây, công việc gieo chữ không còn là chuyện của bảng đen, phấn trắng, mà còn là sự xuất hiện đồng hành ngày càng thân thuộc của máy tính, điện thoại thông minh và những giờ học trên không gian Internet hiện đại. Trong cái hoàn cảnh rất là khó khăn hiện nay, thì những cái buổi tập huấn của nhà trường cũng rất là chu đáo để chuẩn bị cho hình thức dạy trực tuyến. Đây là cái hình thức giáo dục của thời đại. Chưa bao giờ Ngày Hiến chương Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 lại diễn ra trong bối cảnh đặc biệt như năm nay. Trường lớp vắng bóng học sinh, vắng những tiếng cười, tình cảm ấm áp, lời tri ân trực tiếp của học trò cũng không thể đến trực tiếp với quý thầy cô. Song vượt lên tất cả, với tình yêu và niềm tự hào về nghề giáo, các thầy cô giáo đã biến những khó khăn thành động lực để phấn đấu cống hiến. Cái cảm xúc của thầy cô khi tới ngày Tết của mình, khi tới cái ngày của mình, riêng của mình mà không có mặt các em học sinh thì rõ ràng là mấy thầy cô cũng rất là buồn, rất là luyến tiếc. Nhưng với tình hình này thì tôi cũng tin tưởng rằng với cái sự nhiệt tình, cống hiến của thầy cô cũng có thể, các thầy cô là luôn quan tâm giúp đỡ các em. Tuy rằng các em không đến với thầy cô được nhưng mà thầy cô luôn đặt cái niềm tin, hy vọng và tình cảm của mình đối với tất cả các học sinh thân yêu của mình. Bản thân tôi là một giáo viên thì luôn có một cái niềm hãnh diện, tự hào vì mình là một người thầy, một người lái đò. Nghĩ về ngày nhà giáo cảm thấy rất là bồi hồi, xúc động.
và tôi lấy đó làm cái động lực để quyết tâm trong cái việc thực hiện dạy học, đặc biệt trong cái bối cảnh khó khăn này. Nhân dịp kỷ niệm 39 năm ngày nhà giáo thì thay mặt lãnh đạo ngành giáo dục đào tạo thì xin gửi đến cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong toàn ngành giáo dục với lời thăm hỏi ân cần, lời chúc sức khỏe và chúc quý thầy cô bình an trong mùa dịch và cố gắng thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2021-2022 này. Trong thử thách khó khăn, Ngày Nhà giáo Việt Nam vẫn mãi là mùa tri ân với biết bao điều mới mẻ, ý nghĩa. Nghề giáo được ví là nghề đưa đò, chở những thế hệ học sinh đến bến bờ tri thức và tương lai tươi đẹp. Xin gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến các thầy cô giáo trong mùa tri ân đặc biệt. Năm học này, trường Trung học Phổ thông Hồ Tị Kỷ có gần 3.400 học sinh với 80 lớp, trong đó Trung học cơ sở 35 lớp, Trung học Phổ thông 45 lớp. Ngay từ đầu năm học, nhà trường đã chủ động xây dựng kế hoạch và triển khai phù hợp với tình hình diễn biến phức tạp. Theo đó, việc dạy học trực tuyến bắt đầu từ ngày 13 tháng 9. Việc dạy trực tuyến, nói chung thì bước đầu nhà trường cũng gặp rất nhiều khó khăn. Thứ nhất là cái đường truyền, Internet thì tốc độ chậm. Thứ hai là cái thiết bị dạy của giáo viên và cái thiết bị học của học sinh là cũng chưa đảm bảo lắm. Tuy nhiên là trên cơ sở là nhà trường đã vận động các mạnh thường quân và vận động các nhà tài trợ đã hỗ trợ và các thầy cô đã nghiên cứu tất cả các phần mềm. Hiện nay về cơ bản là nhà trường sử dụng phần mềm là K12 Online của Viettel, thì cái phần mềm này tương đối ổn định về đường truyền và trên hệ thống tổ chức kiểm tra đánh giá thì nói chung là cũng là tương đối tốt. Đây là lớp học ảo của thầy Võ Thanh Toàn, giáo viên dạy toán, được tổ chức trong phòng thu âm do nhà trường tự tạo lập. Với việc đầu tư và tận dụng một số trang thiết bị sẵn có, phòng thu được xem là sáng kiến thích ứng tình hình mới của trường Trung học Phổ thông Hồ Tị Kỷ, được Sở Giáo dục và Đào tạo đánh giá cao. Vì phòng thu này đã khắc phục hầu hết nhược điểm của dạy online như đường truyền tốt, giáo viên ghi chép linh hoạt, dễ dàng truyền đạt những ý tưởng giải bài tập, đặc biệt là bài tập mức độ vận dụng và vận dụng cao, dễ dàng quan sát và tương tác với học sinh. Các em cũng hứng thú hơn khi được xem hình ảnh giáo viên giảng dạy sinh động. Ngoài ra, các tổ chuyên môn dùng phòng thu để tạo bài giảng điện tử dạng video clip tải lên website của trường, xây dựng nguồn học liệu vô cùng bổ ích và quý giá. Hỗ trợ tốt cho học sinh, nhất là các em có thể xem lại nội dung bài học nếu chưa theo kịp. Còn đây là lớp học trực tuyến tại nhà riêng của cô Nguyễn Thị Mỹ Dung. Với sự kết hợp nhiều phương pháp giảng dạy khác nhau, cô Mỹ Dung đã tăng tính tương tác khi học qua màn hình, cũng như giúp các bài giảng trở nên sinh động và dễ tiếp thu hơn. Minh Anh. Dạ cô. Dạ, hình thức tĩnh lược của is not là isn't. Hình thức tĩnh lược của are not là aren't. Were not là wasn't. It's not a didn't. Oh, thank you. That's good. Ví dụ như là trong lúc học á, thì mình khuyến khích các em nó tham gia đóng góp xây dựng bài giảng. Rồi khi mình giao bài tập á, thì là khuyến khích các em nó làm. Rồi mình có biện pháp như là mình cộng điểm cho các em. Do đặc thù của bộ môn tiếng Anh chú trọng phát triển kỹ năng, cô Mỹ Dung khuyến khích học sinh ghép từ, ghi từ, sau đó chụp hình. Cô sẽ cộng điểm hoặc sau mỗi bài cho các em chủ đề để tập nói, quay cả clip để cô nhận xét. Trường hợp mà các em trên cái trong lúc dạy thì các em nó không có theo kịp bài, thì những cái lúc đó thì mình cũng khuyến khích các em, nếu như mà mỗi lớp đều có một cái trang riêng hết, thường là trang Zalo, thì nếu như các em mà có cái chỗ nào không hiểu thì các em cứ việc hỏi lại cô. Nếu như mà ngại mà nhắn vô cái trang chung của lớp thì mình có thể nhắn riêng. Cái khó nhà trường là triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018. Thì đối với học sinh lớp 6, nhà trường có tổng số là 316 em. Với những cái môn học tương đối hơi phức tạp và nó tổ hợp, thí dụ khoa học tự nhiên và môn lịch sử địa lý. Tuy nhiên,
là các giáo viên nhà trường trên cơ sở các phần mềm của Viettel đã triển khai và các thầy cô đã được nghiên cứu, thì đến thời điểm này việc dạy trực tuyến của trường Hội Kỷ là thực hiện tương đối là tốt. Chúng tôi đánh giá cao trường Trung học phổ thông Hội Kỷ Cà Mau thì cũng đã có nhiều cách làm sáng tạo, và song cùng đó thì nhà trường cũng đưa ra cái tiêu chí ở các khối lớp về việc học trực tuyến bằng hình thức là tương tác giữa giáo viên và học sinh và hiệu quả cái từng tiết dạy. Thì cái tiêu chí này thì nhà trường đưa ra thì giáo viên cũng rất là đồng thuận và phụ huynh học cũng rất là đồng thuận trong việc mà tiếp cận với công nghệ thông tin mà dạy trực tiếp và có hiệu quả. Trong thời gian sắp tới thì chúng tôi hy vọng các nhà trường chủ động sáng tạo linh hoạt để việc dạy học trực tuyến ngày càng có một hiệu quả hơn. Có thể thấy, sự thích ứng kịp thời, sự chuyển đổi phù hợp và sự sáng tạo đổi mới của các thầy cô trường Trung học phổ thông Hồ Thị Kỷ đã góp phần giúp các em học sinh có thể tiếp thu kiến thức được một cách tốt nhất trong điều kiện khó khăn nhất. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Tiêu điểm kỳ này. Thay mặt những người thực hiện chương trình, xin gửi đến quý thầy cô giáo lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, thành đạt. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình Tiêu điểm kỳ sau.